kỳ vọng Futsal Việt Nam tạo bất ngờ. Đối thủ của tuyển Futsal Việt Nam tại vòng tứ kết giải châu Á năm nay là Iran. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày hôm nay, 4 tháng 10. Xếp hạng 6 thế giới, hạng 1 châu Á và từng có 12 trên 15 lần đăng quang tại đấu trường Futsal cấp châu lục. Không có gì bàn cãi, Iran là ông lớn thật sự của môn bóng đá trong nhà tại châu Á. Trong quá khứ, hai đội từng có 2 lần chạm mặt tại các giải vô địch Futsal châu Á. Iran đều là đội giành chiến thắng một cách áp đảo. Họ thắng 15-4 vào năm 2014 và thắng 13-1 vào năm 2016. Đó là những kỷ niệm buồn với Futsal Việt Nam, nhưng cũng là động lực để Futsal Việt Nam vươn lên. Với tư thế của đội cờ dưới, thế nên đoàn quân huấn luyện viên Diego Justozzi sẽ không gánh nhiều áp lực khi bước vào chạm trán với Iran chiều nay. Điều quan trọng là chiến lược gia người Argentina cần phải vực dậy tinh thần toàn đội vào lúc này. Tuyển Futsal Việt Nam đã đứng trước cơ hội lớn để chiếm ngôi đầu bảng D sau giai đoạn vòng bảng, nhưng đã đánh rơi một cách đáng tiếc với thất bại 0-2 trước Nhật Bản. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Justozzi cũng thừa nhận rằng toàn đội đã rất cố gắng nhưng khi bị thủng lưới bàn thứ hai, nhiều cầu thủ không còn giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết. Có thể thấy, tâm lý thi đấu vẫn là một trong những hạn chế lớn của tuyển Futsal Việt Nam. Nếu chơi bóng một cách sòng phẳng hơn và đừng quá rụt rè trước người Nhật, kết quả có lẽ đã khác với thầy trò huấn luyện viên Justozzi. Nhưng thua là thua, chúng ta phải dám đương đầu với thực tế để rút ra bài học ở những trận đấu tiếp theo mà trước mắt là cuộc đụng độ với Iran. Trước nhà đương kim vô địch, tuyển Futsal Việt Nam được dự báo sẽ phải đối mặt với một thế trận chống đỡ cực kỳ vất vả. Thậm chí, áp lực lên khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý sẽ còn lớn hơn so với trận gặp Nhật Bản. Song người hâm mộ Việt Nam vẫn kỳ vọng vào tài cầm quân của Diego Justozzi, huấn luyện viên từng dẫn dắt tuyển Futsal Argentina vô địch thế giới năm 2016, và cũng gửi gắm niềm tin đến các tuyển thủ có thể mang tới bất ngờ cho người hâm mộ.